Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách rút tiền từ cây ATM Sacombank nhé các bạn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng thẻ ATM để mình rút tiền ha. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị cho tôi cái thẻ ATM. Và các bạn thấy ở trên màn hình đây, đây là cái cổng để mình rút cái thẻ ATM vào. Thì thẻ ATM thì mình cũng rút theo đúng cái chiều các bạn. Tức là cái mặt mà gói cái dòng chữ á, thì mình sẽ quay lên trên và theo cái hướng cái chữ thì đọc từ ở trong ra nha các bạn. Đó, như thế này mình sẽ đút vào cái khe thẻ ha. Và các bạn đút vào thì máy nó sẽ tự nhận và nó sẽ tự rút cái thẻ của mình vào. Và sau khi máy đã nhận thẻ xong rồi thì nó xuất hiện một cái giao diện như thế này nè các bạn. Tức là giao diện này cho phép mình sẽ chọn ngôn ngữ, tức là mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt hay là ngôn ngữ tiếng Anh ha. Thì đối với trường hợp người Anh thì người ta sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Anh, còn mình là người Việt thì mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Sau khi các bạn nhấn vào cái chỗ là ngôn ngữ tiếng Việt thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện để cho phép các bạn nhập mật khẩu vào. Thì cái giao diện này cho phép các bạn nhập mật khẩu vào nè. Thì các bạn lưu ý mình sẽ nhập mật khẩu từ bàn phím của cây ATM ha. Cây ATM thì các bạn nhìn xuống dưới chút xíu thì nó có bàn phím đó, thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào từ bàn phím nha. Sau khi các bạn nhập mật khẩu gồm có 6 số, tức là mật khẩu thẻ của mình á. Nếu như đây là cái thẻ của các bạn mới đăng ký lần đầu tiên thì ngân hàng sẽ cung cấp cho các bạn là 6 số mật khẩu mặc định của ngân hàng ha. Thì mình sẽ nhập 6 số này vào rồi thì nó sẽ xuất hiện 6 có dấu X ở trong màn hình như thế này các bạn. Tức mình đã nhập xong rồi. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái nút đăng nhập ha. Nếu như mật khẩu mà các bạn nhập đúng á thì nó sẽ chuyển sang một cái giao diện như thế này nè các bạn. Đây, cái giao diện là cho phép các bạn là thực hiện một số chức năng. Ví dụ như là thực hiện tra cứu tài khoản, rút tiền mặt, chuyển khoản hay là thoát, ví dụ như vậy. Thì ở đây mình sẽ nhấn vào cái chỗ là rút tiền mặt ha. Sau khi các bạn nhấn vào nút là rút tiền mặt xong rồi thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện là cho phép các bạn chọn số tiền để rút. Thì ở đây thì mặc định á, nó có một số cái mệnh giá như thế này nè các bạn. Ví dụ như là 3 triệu đồng, 1 triệu hay là 500 ngàn đồng ở bên trái ha. Ở bên phải thì có 200 ngàn đồng và 100 ngàn đồng. Ngoài ra thì nếu như các bạn rút số tiền khác với các số mặc định ở trên đây á, thì các bạn có thể là nhấn ở cái nút ở góc dưới bên trái nè, số tiền khác. Thì các bạn nhấn vào cái chỗ số tiền khác thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này ha. Thì tới giao diện này thì các bạn có thể là nhấn vào một số tiền nào đó mà các bạn muốn rút nha. Ví dụ như vậy. Thì khi mà các bạn nhấn vào thì các bạn sẽ sử dụng bàn phím nha. Các bạn nhấn vào, ví dụ như ở đây mình sẽ nhấn vào là 1 triệu đồng đi. Ví dụ như vậy, hay là 1 triệu 500 ngàn đồng gì đó các bạn. Sau khi các bạn nhấn vào xong rồi, các bạn sẽ nhấn vào nút xác nhận ha. Để mình xác nhận là mình sẽ rút cái số tiền mà mình đã nhập ở trên màn hình. Thì sau khi nhấn xác nhận xong thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện như thế này các bạn. Tức là giao diện cho các bạn lựa chọn là có in biên lai hay là không. Nếu như các bạn chọn in biên lai á, thì hệ thống nó sẽ in cho ra cho các bạn một cái y biên lai. Còn nếu như các bạn chọn là không in biên lai thì hệ thống sẽ không in biên lai cho các bạn ha. Tuy nhiên thì sau khi các bạn chọn, ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là không in biên lai nha. Sau khi nhấn vào không in biên lai thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện là chờ trong giây lát, vui lòng nhận thẻ trước và nhận tiền sau. Thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ nhận thẻ từ ở trong khe thẻ, nó sẽ trả cái thẻ ra cho các bạn. Rồi các bạn sẽ cất cái thẻ trước ha. Rồi sau đó thì cây ATM nó sẽ trả tiền ra cho các bạn như thế này ha. Thì các bạn nhận thẻ cất rồi thì các bạn tiếp tục các bạn sẽ nhận tiền. Và như thế là các bạn đã hoàn tất được cái quá trình rút tiền từ cây ATM Sacombank. Như vậy là tôi vừa chia sẻ các bạn cách để rút tiền từ cây ATM Sacombank. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Hy vọng là video này giúp ích được cho các bạn, đặc biệt là đối với các bạn mới sử dụng ATM, thẻ ATM để rút tiền. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ mình sẽ dừng video ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.